Nói với chú bây giờ nhé, tao có bảo gì là xác nhận thì bây giờ báo cáo bằng văn bản thôi. Vậy nhưng mà thứ nhất là chú cứ làm việc cái việc đấy. Nếu ai bảo gì bảo anh không vào anh chịu không đấy. Được rồi. Không bị văn bản gì cả. Được rồi, cái đấy chú là làm gì anh hứa với chú anh nói này. Anh không cãi một câu nào, có bằng lần nào một mình hai này hai đồng chí một lần sau anh nói này, thứ nhất là vào buổi mời bốn lần, nhưng mà bốn lần chỉ vào ngoài bốn lần, lần thứ nhất là có đồng chí, lần hai có anh, lần thứ ba là đồng chí Khanh, lần thứ tư đồng chí Khanh, lần thứ năm vào mời họ đến nguyên văn rằng năm lần vào, nhưng mà năm lần rồi không có giấy tờ của cả. Thế thì là làm sao mà làm việc được? Không, nếu mà nếu mà anh có cái chi đảng ủy mà sai anh, mà anh mà có văn bản giấy tờ mang vào đây, đây là ông Tuấn chỉ đạo, có chỉ thị đây bảo tao để làm việc với bác ra kiểm điểm và mời bác ra thì ông bạn ra ngay, nhưng mà căn bản là năm lần là không có, ông Tuấn sai anh vào không có giấy tờ gì cả, mà ông bạn cũng đấy là bảo anh là ghi ý kiến lên, phản ánh lên chỗ đồng minh là phản ánh là phải về kiểm tra lại và đo đất lại xem ông có lấn không, làm ra rõ đi vấn đề đảng viên phản ánh đi, xong đó kiểm tra một thẻ thì sau đó kỷ luật thẻ. Nhưng ông Minh, ông Tuấn không làm. Mà trong cái hôm buổi họp chi bộ cũng có đảng viên ý kiến là đồng chí bạn tôi, đồng chí Lăng vào là cũng đồng chí có ý kiến như thế, nhưng mà ông Tuấn trong cuộc chỉ đạo của chi bộ đồng chống vẫn cứ phớt lờ để bỏ ông Vạn, vi phạm ông Vạn, tức là bỏ phiếu này là vi phạm về điều lệ đảng. Thứ nhất, đảng chỉ cho bỏ phiếu 4 mức: một là hoàn thành nhiệm vụ, hai là không hoàn thành nhiệm vụ, ba là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chứ không đúng vi phạm hay không vi phạm. Ông Tuấn bịa đặt những tình tiết này, đây là cho anh xem cái này. Em thôi đây đây không phải xem em ạ, đây cho anh xem này. Ông Tuấn là rất vi phạm, rất nghiêm trọng, nhưng không phải không. Em thì với anh thì không vấn đề gì, anh là do trên, anh em mình vẫn tình cảm làng trên xóm dưới thì không vấn đề gì. Chết mạng hết đấy. Thế anh xem ông Tuấn ông chạy đấy, tí nữa mà chạy luôn. Chỉ đạo anh Đăng là không có bằng văn bản giấy tờ, chỉ đạo bằng mồm ông Tuấn rất khôn. Đâu tội đâu là sau đấy là nhưng mà đây phải nói rằng là không tội chứ, bởi vì đảng ủy, ủy ban đảng ủy không nghe ý kiến của cấp dưới phản ánh đến các đồng chí cấp ủy cấp trên, không nghe ý kiến của đảng viên cấp dưới phản ánh lên. Tại sao em nói không nghe? Là tại vì phản ánh với anh Lăng ghi chép ý kiến và phản ánh với ông Tuấn, phản ánh với ông Huynh, nhưng mà cấp trên không nghe, bảo là phản ánh anh ông Vạn ý kiến anh Lăng là gọi là để anh Lăng ghi chép ý kiến lên, là hãy ghi ý kiến ông Vạn lên là đề nghị ủy ban nhân dân xã về đo lại đất đấy, một ý kiến ông Vạn. Hai là đề nghị phải kiểm tra lại, xong đó xác minh đúng sai mới kiểm điểm ông Vạn. Đấy là hai ý kiến ông Vạn. Thế nhưng mà anh làm đúng thủ tục, anh là làm người làm rất đúng, em phải khẳng định được. Anh đã ghi và anh phản ánh lên gọi là lên ông Tuấn, nhưng mà ông Tuấn ông không nghe, ông vẫn cứ về kiểm điểm là dưới là dại là ông Tuấn không phải tại anh đâu nhá. Khoan đã này, nhất trí rồi. Nhưng em bảo này, ông Tuấn là ông rất khôn, là ông định là đổ tội cho anh này, bởi vì ông bảo tôi có chỉ thị cho ông Lăng đâu, ông cứ vào ông Vạn mời, nếu mà tôi chỉ thị tôi bảo rất khôn vấn đề đấy. Cãi là bọn anh đây, ông rồi ông đến lúc ông sẽ phải ra, bởi vì ông Lăng ông tự bảo chúng tôi không chỉ thị rồi, đấy sẽ bởi vì nếu mà chỉ thị bằng mồm như vậy thì cãi được, nhưng ông Tuấn chỉ thị anh cầm văn bản ông Tuấn thì ông Tuấn sẽ không cãi được. Anh em nói thật đấy, bởi vì ông Tuấn ông rất khôn, ông phải có để một đường thoát ra đấy. Bây giờ ông độc chỉ thị anh Lăng 5-6 lần
ông Vạn lần nào mà hỏi cái văn bản giấy tờ để kiểm điểm của xã đâu, của chỉ thị của đảng ủy đâu để kiểm điểm tôi đâu cho tôi xem. Nhưng mà đến hôm nay năm lần đều không có giấy tờ đấy, nên là anh đã không làm việc được, bởi vì anh cũng làm chấp hành tổ chấp hành cấp trên thôi, anh không làm được. Vì vậy là đây là do lỗi ở ông Tuấn chứ không phải là lỗi của ông Minh, nhưng phải lỗi anh, bởi vì anh làm theo sự chỉ đạo của ông, nhưng ông chỉ đạo bằng mồm.